Xin chào các bạn. Mình đang trên tay một bộ kìm phe có 4 cây của Elora, thì bộ này có mã hàng là MS25. Thì MS25 bộ này là bộ có bỏ trong cái khay như này, thì các bạn có thể bỏ nó vào trong các cái thùng đồ nghề hay tủ đồ nghề hay là ba lô cũng đều được. Nó có một cái lớp bọc bằng nhựa trong suốt như vậy. Cái khay này có bằng nhựa và nó rất là nhẹ. Và nó có 4 cây. Thì các bạn sẽ thấy là đối với tất cả các bộ kìm phe chung của các hãng giống nhau, mà khi mà họ đã đóng 4 cây thì bao giờ cũng sẽ là 2 cây phe trong và 2 cây phe ngoài. Đi kế đến là 2 cây cong và 2 cây thẳng. Nó là như vậy. Bỏ ra đi. Hộp vận chuyển là chính rồi. Còn thế là rất là đẹp như này. Cái kiểu kìm phe này là kiểu kìm phe cổ điển. Cổ điển tức là họ làm bọc nhựa bằng cái cán, bọc cán bằng một lớp nhựa như vậy thôi, chứ không có phức tạp gì, không có màu mè, không có 2-3 thành phần hay là gì cả. Và kìm phe cũng vậy, đối với kìm phe thì họ cũng chỉ có để họ, sau khi họ tôi xong dầu xong, họ chỉ có mài cái chỗ này, mài phẳng cái chỗ này để họ in các thông tin, thông điệp của kìm lên, chấm hết, không còn thêm gì nữa. Thì đúng là kìm phe kiểu tân thời thì có thể họ sẽ mạ thêm chrome hoặc là mạ niken hay là mạ cái gì đấy. Thì cái kiểu kìm phe cổ điển như này thì thường thì bố lão hay dùng, và anh em mà dùng theo trường phái đơn giản nhất thì mình sẽ sử dụng cái loại này. Về kìm phe thì bạn sẽ thấy là anh em khi mua kìm phe thì anh em đừng có mua theo chiều dài của kìm phe, mà bạn mua về bạn mở một cái phe cài nào đó thì bạn phải biết được trong tay mình đang cầm là cái phe cài theo tiêu chuẩn nào. Ví dụ như là loại này là loại nó có chiều dài thì các bạn tất nhiên nó cũng sẽ có chiều dài, nhưng bạn đừng quan tâm chiều dài, mà quan tâm là kìm phe này nó sẽ mở được cái phe có đường kính bao nhiêu. Thì đối với cái bộ này thì ví dụ bạn thấy là cái cây này là cây 384A2, thì đối với tất cả các nó sẽ có số 1, 2, 3, 4, thì A1, A2, A3, A4, thì A2 nó sẽ mở được cho tất cả các vòng phe có đường kính từ 19 đến 60mm. Đường kính của cái vòng phe tức là mình có cái hình ở đây, mình không có cái phe nào đây, cái phe đây thì cái đường kính của cái vòng phe này nó sẽ là tương ứng là từ 19 đến 60. Mà bộ này, một bộ này nó sẽ mở cùng giống nhau, cùng cái điều kiểu đường kính đó, nó chỉ khác nhau là phe này là phe mà khi bạn bóp vào bạn thấy nó banh ra như vậy thì có nghĩa là phe này là phe ngoài, còn cái này mà khi là bạn bóp vào mà nó đi vào luôn thì sẽ là phe trong. Ok, như vậy nó sẽ là thẳng, sẽ là một cây cong và một cây một cây trong và một cây ngoài. Tương ứng như vậy thì đối với phe đầu cong 90 ấy, thì cũng vậy, nó sẽ là một cây phe trong và một cây phe ngoài. Đó. Cây này bản thân là bóp vào nó đi vào thì cây này sẽ là phe trong. Ok, thật tại Đức luôn. Cây này bạn bóp vào bạn thấy nó mở ra thì có nghĩa là phe ngoài. Thì hai cây cong thẳng thì nó sẽ cùng mở được cái loại phe giống nhau, là loại phe có đường kính từ 16 cho đến 19 cho đến 60. À, tiếp theo nữa là anh em hay lo lắng về việc là kìm phe khi mình mua về thì liệu nó nhét nó có vào cái vòng của cái phe hay không, là cái đầu phe này. Anh em đo cái đường kính của cái này thì không phải đâu, vì cái đường kính của cái đầu phe này nó dạng côn, vì thế bạn đo nó sẽ không đúng được, không thể đo đúng được, và người đo sẽ không bao giờ đo đúng được, vì mỗi lần bạn kẹp vào cái đầu côn này nó sẽ đúng một cái vị trí khác nhau thì nó sẽ ra một cái chỉ số nó khác nhau đầu côn. Vì thế cho nên là người ta cho các bạn cái thông số, tức là nó mở được cái phe từ 19 cho đến 60 thì có nghĩa là đầu này nó sẽ lớn dần vào bên trong, kiểu nào bạn đưa vào cũng được, miễn sao nó nằm trong vòng từ 19 đến 60 là được. Đó vậy, cái sản xuất tại Đức này họ khắc lên đây thì nó có cái lớp dầu để về các bạn lau đi thôi. Đó vậy, bộ 4 cây như vậy nó có giá vào khoảng 3,5 triệu hơn tí. 4 cây về thôi. Còn nếu mà anh em nghiên cứu kỹ thêm một chút xíu nữa thì anh em có thể truy cứu và truy cập vào trong trang web của Vinatun ấy, bạn gõ cái mã hàng thì nó sẽ ra. Thì đối với mỗi một loại kìm phe thì nó sẽ bao giờ người nhà sản xuất người ta cũng sẽ nhắc cho mình biết được rằng là nó sẽ phù hợp với cái loại phe theo tiêu chuẩn nào. Ví dụ như cái loại kìm phe này thì nó sẽ đáp ứng cho tất cả các loại vòng phe theo tiêu chuẩn DIN 472 hoặc là DIN 894 thì kìm phe này nó sẽ mở được. Như vậy nó có rất là nhiều kiểu phe khác nhau. Để khi bạn mua mình kìm phe, bạn chỉ biết là cái phe của bạn nó thuộc cái tiêu chuẩn nào thì bạn mua đúng cái tiêu chuẩn đó là xong, là tự động tất cả những cái thông số nó đi vào, chứ bạn đừng mua theo chiều dài của cái cây kìm phe, nó khác đó. Dân không chuyên thôi, các bạn chuyên, các bạn kỹ thuật chuyên, các bạn nên mua theo phương pháp đó thì nó sẽ chính xác. Vì bạn bỏ vào để kích thước của nó thì
bạn có thể ước xem kích thước ước lượng. Một cạnh dài của nó là 310, một cạnh ngắn của nó là 140. Chiều dày của nó, để bạn biết là bạn bỏ cái học nó cỡ nào đó. Chiều dày của nó khoảng 3 cm.